Viêm màng não mủ là tình trạng các màng bao bọc quanh hệ thần kinh trung ương bị vi khuẩn tấn công, gây viêm và sinh mủ. Các vi khuẩn gây bệnh xuất hiện trong khoang dịch não tủy, làm tổn thương hệ thần kinh, gây ra những ảnh hưởng nặng nề về vận động và nhận thức, thậm chí có thể gây tử vong. Bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa bằng cách tiêm chủng đầy đủ. Viêm màng não mủ là bệnh lý rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, biểu hiện không điển hình, dễ dẫn đến những biến chứng nặng nề, đe dọa tính mạng. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 1 đến 24 tháng tuổi dễ bị viêm màng não mủ. Nguyên nhân gây viêm màng não mủ ở trẻ em chủ yếu là do E. coli, liên cầu khuẩn nhóm B. Các vi khuẩn này tấn công tai mũi họng, đi vào phổi, theo máu vào trong não hoặc tấn công trực tiếp vào não bộ và tủy sống. Bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng rất nặng, bị viêm màng não, nhiễm trùng trùng huyết. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với viêm não Nhật Bản B. Những cái bệnh viêm não này tiên lượng rất là nặng nề, khả năng di chứng não cao. Cháu có đáp ứng hơn một chút nhưng mà vẫn còn nặng nề. Trong tình trạng sốt kéo dài không dứt, khi đưa đến bệnh viện thì cháu bé này trong tình trạng co giật hôn mê và được chẩn đoán viêm màng não mủ. Ở nhà thì bình thường cháu cũng ngoan, nhưng hôm buổi sáng thì thấy dậy cháu sốt cao, sốt 38-39 độ, xong bắt đầu cháu kiểu như lơ mơ, quấy khóc nhiều. Không khó để phát hiện trẻ bị viêm não, ngoài triệu chứng sốt cao, trẻ khó cử động vùng cổ, cứng cổ là dấu hiệu đặc trưng của viêm màng não ở trẻ sơ sinh. Biểu hiện trẻ khó quay đầu, đau khi di chuyển cổ, thóp thở phồng hơn so với bình thường, hệ miễn dịch giảm, sức đề kháng yếu khiến trẻ yếu ớt, thiếu sức sống. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ do thiếu kiến thức nên thường tự chữa trị tại nhà khi trẻ bị sốt, dẫn tới khi đưa vào viện thì đã quá muộn hoặc để lại di chứng đáng tiếc cho trẻ. Nguy hiểm hơn, bệnh viêm màng não mủ có thể lây truyền qua đường hô hấp. Phương thức truyền bệnh là từ người sang người qua các giọt bắn từ chất tiết đường hô hấp, dễ lây lan thành ổ dịch lớn. Tỷ lệ tử vong do bệnh khá cao, thường xảy ra trong những ngày đầu tiên của bệnh. Thông thường thì cái diễn biến bệnh rất là cấp tính. Tuy nhiên là trong 1-2 ngày đầu là cái giai đoạn mà khởi phát của bệnh thì trẻ cũng biểu hiện cũng cái sốt kèm theo hắt hơi, sổ mũi cũng giống như những cái sốt virus khác. Tuy nhiên sau đấy rất nhanh chóng là 1-2 ngày sau là trẻ xuất hiện sốt cao, kèm theo nôn, đau đầu và có thể có rối loạn ý thức và nặng nữa là có thể co giật và hôn mê. Đối tượng chủ yếu mắc viêm màng não mủ là trẻ nhỏ từ 6 đến 12 tháng tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh như nhiễm Haemophilus influenzae loại B lây truyền qua đường hô hấp, dễ lây lan thành ổ dịch lớn. Viêm màng não mủ do phế cầu khuẩn hầu hết là biến chứng từ bệnh viêm xoang, viêm phổi, viêm tai giữa. Phế cầu khuẩn thường cư trú trong niêm mạc họng và tấn công não tủy. Viêm màng não mủ do não mô cầu thường xuất hiện các ban xuất huyết ngoại tử, có thể gây tử vong trong 24 giờ. Vi khuẩn gây bệnh có thể lây truyền qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc thông thường. Trong viêm não Nhật Bản là không có thuốc chữa đặc hiệu, mà chúng tôi chỉ tìm mọi giải pháp để giảm nhẹ bệnh đi qua cơn nặng. Sau đó thì để các cháu được tồn tại, sau đó lại tiếp tục phục hồi những di chứng còn lại cho các cháu. Theo Tổ chức Y tế Giới cũng như là theo thống kê của các nước ấy, thì sau khi mắc viêm não thì số tỷ lệ tử vong đến 10-30%. Tức là 100 trường hợp bị thì tử vong mất khoảng 30 trường hợp. Số còn lại sẽ có di chứng gần như là toàn bộ. Theo các chuyên gia y tế, việc chẩn đoán bệnh nhân viêm màng não mủ không khó khăn, nhưng trong cộng đồng, mỗi người cần tự theo dõi sức khỏe khi có các dấu hiệu như sốt bất thường, dấu hiệu của nhiễm trùng, ho tăng. Đặc biệt, khi người bệnh bị sốt cao, co giật, hôn mê, ba dấu hiệu điển hình của viêm não, gia đình cần đưa người bệnh tới ngay các cơ sở y tế để thăm khám, kịp thời điều trị bệnh. Các trung tâm y tế và bệnh viện cần phải xử lý nhanh và chính xác khi có bệnh nhân viêm màng não mủ đến điều trị để bảo vệ mạng sống và hạn chế biến chứng nặng sau này cho bệnh nhân. Viêm màng não mủ nó gây ra những cái tổn thương ở thần kinh trung ương, có thể gây nên hôn mê, co giật, có thể tử vong hoặc là gây lại di chứng. Thứ hai là cái thể nặng mà có thể tử vong nhanh trong tuần đầu là nhiễm trùng huyết suy đa tạng, gây ra suy thượng thận cấp, và cái thể ấy thì có thể tử vong trong một vài ngày. Viêm màng não mủ là bệnh rất nguy hiểm khi mắc phải, tiêm phòng là biện pháp hiệu quả nhất phòng ngừa căn bệnh này.
5 năm, 7 năm, 10 năm thì với những cái hiệu quả miễn dịch của những cái tiêm vaccine đó nó sẽ giảm dần, và chúng ta cần phải bổ sung những cái lần tiêm tiếp theo để mà tạo được cái hiệu quả miễn dịch cao hơn để chống đỡ lại được trong cái quá trình các cháu lớn lên ở giai đoạn sau này. Viêm màng não mủ có thể để lại nhiều di chứng lâu dài cho sức khỏe, cụ thể gồm các vấn đề về thị giác, trí nhớ, thính giác, khó khăn trong kiểm soát hành vi và cảm xúc. Nghiêm trọng hơn là những biến chứng sau tổn thương xương, nhiễm trùng máu hoặc tổn thương mô tế bào. Những di chứng này có thể chưa thấy rõ ngay sau khi điều trị. Nhiều bệnh nhân xuất viện khỏe mạnh và không gặp phải bất cứ vấn đề nào kể trên. Tuy nhiên, sau khoảng một thời gian, di chứng xuất hiện ở mức độ khác nhau với mỗi người. Do đó, người bệnh sau khi điều trị viêm màng não mủ được khuyên nên tái khám đầy đủ và định kỳ. Nếu gặp phải biến chứng, bác sĩ có thể lên kế hoạch phục hồi nhanh chóng giúp người bệnh. Thưa quý vị, viêm màng não mủ là một bệnh lý thường gặp vào mùa hè khi nhiệt độ cao và có truyền nhiễm. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm hay để lại di chứng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bệnh thường gặp nhất là ở trẻ em và đối tượng suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, với thói quen ăn tiết canh và sản phẩm thịt lợn sống, viêm màng não do liên cầu lợn rất phổ biến. Điều trị sớm với kháng sinh sẽ giúp cải thiện bệnh, tránh để lại di chứng, hậu quả nặng nề cho sức khỏe sau này. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!